Hello, xin chào mọi người. Mọi người đã quay trở lại với kênh QB Cuộc Sống Miền Đông nước Mỹ của mình nha. Thì hôm nay mới 5 giờ rưỡi hay là 6 giờ gì đó thì đi làm về. Thì mình cũng có ăn miếng cơm rồi, nhưng mà làm cái tại có đi hái mấy cái trái cherry với lại trái blueberries này nè. Thì hôm nay mình làm clip ăn cái mâm trái cây này cho mọi người coi ha. Thì cái này mình có làm đông đá ngày hôm qua rồi, nhưng mà để coi có đổ thêm nước vô coi nó sao. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái trái cherry. Trái này thì đi mua ở trong cái siêu thị Lidl á. Nó này là siêu thị của Đức mà có ở bên Mỹ, thì nó bán cái này là theo pound. Để mình sẽ coi lại cái một pound của nó là bao nhiêu. Quên rồi, mua cũng 2-3 ngày rồi đó mà bây giờ mới làm được cái clip cho mọi người coi đó. Mà trái lúc đó mua là nó còn đỏ như vậy nè đó, bắt đầu nó đỏ như vậy nè đó, mà bây giờ là bắt đầu nó chín đỏ đậm hơn vậy nè đó. Còn giòn á mà ngọt nữa. Bây giờ bên này là mùa cherry rồi. Mà ở đây bán có nhiều loại, nhiều size khác nhau, giá cũng khác nhau nữa. Nhưng mà đây mình thấy đó, bán trái này nè, to cũng không quá to, nhưng mà size cũng vừa, cũng medium size thôi. Mà trái thì ngọt, để tới bây giờ là ngọt rồi đó, bỏ trong tủ lạnh đó. Thì trái này là mình đi pick nó đó, mình pick của nó là hai ở cái vườn của cái người Mỹ trồng. Nếu như mà mình pick sẵn, mình vô trong đó mình lấy á, mình bứt trên cây á, thì là 2 đồng một pound. Mình vô mình hái khoảng 10 pound. Còn nếu như mà người ta có hái sẵn, người ta bỏ vô một cái hộp trong này, bỏ vô một cái hộp, có khi có hộp, có loại có hộp mà có loại là có cái thùng gạt tông gì đó, người ta sẽ cũng cỡ này nè, thì nó khoảng là 22 đồng. Thì giống như là người ta sẽ tính khoảng thêm 50 cent hoặc là 1 đồng, 50 cent cho cái công người ta đi hái á, rồi cái thùng gạch công hay này kia. Còn mình nếu mà ai muốn cảm giác là đi thử hái á, thì sẽ rất là hay. Người ta hay cho con của người ta tới mùa, mà người ta ông nói là ông chủ cái farm đó, ông nói là cái trái đang làm mùa tháng 6, tháng 7 này nè. Dạ, ok. Thấy này không? Qua làm. Bỏ vô có cái khuôn á, khuôn thủy tinh á. Hôm nay nói với chuyện với mọi người á, đó mình nói về mấy cái này phải không? Cái này có trái chua, trái ngọt,
hơi trái chua trái ngọt nha. Này cũng vậy, này thường á là một là người ta xay làm smoothie mình uống á, hai là làm bánh á, ta bỏ trên topping á để ăn á, có trái chua với ngọt mới là vừa quá. Chào mọi người nha, tại vì đang nói về cái chuyện ấy thì cái máy camera của mình nó hết pin, cho nên bây giờ phải record bằng cái điện thoại. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Rồi có gì mình sẽ chia sẻ những cái gì xung quanh mình bây giờ và ở phía miền đông nước Mỹ này, thì có những clip về du lịch ở miền đông nước Mỹ á, thì mọi người hãy xem lại clip của mình nha, và ủng hộ nhớ like và share cho mình nha, subscribe nữa. Cảm ơn mọi người, bye.